xin chào tất cả các bạn mình là thùy uyên và hôm nay thì với video này uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể vẽ cái đốm lửa sticker này bằng adobe illustrator chúng ta cùng bắt đầu nha đây là một cái sticker hình đốm lửa mà uyên lấy từ trên facebook có nghĩa là các bạn có thể thấy cái icon này ở trong cái bộ Icon của Facebook chúng ta có thể sử dụng để mình comment hoặc là mình post bài đó trong những cái mặt cười ấy, thì chúng ta sẽ có một cái đốm lửa như thế này và với cái đốm lửa này thì chúng ta sẽ sử dụng pen tool để mình vẽ. Tuy nhiên thì uyên biết là có một vài bạn rất là ngại xài pen tool và cũng chưa có sử dụng thành thạo pen tool nữa, cho nên là khi mà để vẽ những cái đường cong mà mượt sắc nét như thế này thì các bạn có thể sẽ hơi khó khăn một chút. Do đó là uyên mới làm video này để hướng dẫn cho các bạn cách để có thể vẽ dễ dàng hơn trước khi bắt đầu thì uyên cũng muốn nói luôn một chút xíu cho một số bạn là khi mà uyên post những cái video trước đó về adobe illustrator thì có những bạn nói là phần mềm này nó còn hơi mới quá các bạn còn đang làm quen với nó cho nên là khi mà uyên làm những cái công cụ bạn muốn uyên là giải thích thêm là tại sao sử dụng những cái công cụ đó để các bạn có thể hiểu hơn về công cụ tuy nhiên là uyên thấy cái yêu cầu này của bạn nó cũng hợp lý do đó là tất cả những cái video từ bây giờ về sau của adobe illustrator thì khi mà uyên sử dụng một cái lệnh nào uyên sẽ giải thích tại sao dùng cái lệnh đó để cho các bạn có thể hiểu hơn về công cụ thì đồng nghĩa với việc là uyên giải thích cụ thể như vậy thì cái thời lượng video của uyên nó sẽ tăng lên nghĩa là các bạn có thể coi là thấy uyên làm một video nó hơi dài nhưng mà nếu mà các bạn hiểu rõ về công cụ rồi thì các bạn sẽ làm rất là nhanh chứ không phải là các bạn sẽ tốn bằng đấy thời gian giống như là một cái video này để có thể làm ra được cái hình kết quả này uyên cũng giải thích như vậy để cho các bạn hiểu và các bạn cũng không có nghĩ là uyên đang làm video nó bị lan man quá ha rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái hình này thì ở đây á, là uyên sẽ vẽ một cái đường viền trước cho chúng ta dễ nhìn chúng ta sẽ bỏ cái màu fill đi nè rồi chúng ta click vào cái ô stroke này, các bạn chọn một cái màu bất kỳ cho cái stroke để chúng ta có thể nhìn được cái nét vẽ của chúng ta dễ hơn. Đây là cái độ dày của cái stroke ha, có thể tăng lên một chút xíu. Và Uyên sẽ dùng pen tool để Uyên vẽ. Thì hiện tại, cái đốm lửa này, Uyên sẽ chỉ click vào những cái vùng nhọn của nó thôi, để Uyên vẽ những cái đường chính trước đã. Đây là một cái tâm, rồi Uyên nối lại. Thì hiện tại ha, chúng ta sẽ có được những cái điểm neo chính mà Uyên dùng pen tool để Uyên click vào. Và bây giờ Uyên sẽ phải chuyển cái đường thẳng này thành một cái đường cong để chúng ta có thể vẽ ra được cái những cái đường cong của cái ngọn lửa. Thì để làm được cái điều đó ha, các bạn sẽ giữ vào trong cái pen tool mở cái công cụ ẩn của nó ra và các bạn sẽ chọn vào công cụ là Acorpoi Point Tool, công cụ cuối cùng này ha. Các bạn chọn vào nó, thì lúc này bạn sẽ click con chuột vào trên một cái điểm bất kỳ nào đó trên cái đường path này. Bạn click chuột vào và bạn kéo rê nó ra một vị trí khác thì lúc này khi mà các bạn kéo ha nó sẽ ra được một cái đường cong ở đây bên này cũng vậy bạn click vào một điểm và bạn kéo ra thì chúng ta sẽ có được một cái đường cong rất là dễ đúng không tương tự đường trên này cũng vậy các bạn cũng click và bạn kéo thì chúng ta sẽ có hai cái đường định hướng này ở đây thì chúng ta đã được định hướng theo cái chiều này rồi còn cái chiều dưới này thì nó đang bị lệch nó chưa có đúng chúng ta sẽ kéo hai cái đường định hướng này ha. Tuy nhiên là bạn thấy ở đây này, khi mà chúng ta kéo hết cỡ rồi nhưng mà nó cũng không có được một cái độ cong đẹp như thế này. Thì lúc đó bạn sẽ sử dụng tiếp cái công cụ là Add a Core Point Tool là chúng ta sẽ add thêm một cái điểm neo nữa ở ngay giữa này để chúng ta có thể dễ dàng cân chỉnh. Khi mà các bạn add thêm một cái điểm neo ở ngay giữa như thế này ha. Rồi bạn có thể sử dụng cái công cụ Direct Selection này. Chúng ta thay đổi những cái đường định hướng này để chúng ta có được những cái đường cong nó mượt hơn cho cái góc ở đây. Bạn có thể phóng to lên ha, mình cân chỉnh cho nó dễ. Rồi ví dụ chúng ta có cái đường như vậy đi. Tiếp theo nữa ha, dùng cái Accord Point Tool này. Cái công cụ này nó giúp cho chúng ta biến những cái đường path thẳng thành những cái đường path cong. Và ngay cả điểm neo luôn, điểm neo thẳng cũng biến thành điểm neo cong luôn. Cho nên là bạn có thể dùng nó để biến những cái đường thẳng đó thành những cái đường cong rất là dễ. Ở đây bạn cũng kéo ha. Thì chúng ta cũng thấy là khi mà chúng ta kéo nó cũng không ra được đúng cái độ cong nhất định mà chúng ta muốn thì lúc này bạn cũng lặp lại bước giống như hồi nãy luôn chúng ta ép thêm một cái điểm neo nữa vào và mình di chuyển cái điểm neo này mình cân chỉnh nó rồi ha được một cái đường cong khá là đẹp rồi tiếp theo với cái đường bên này góc này cũng bị trường hợp tương tự ha thì lúc này chúng ta sẽ ép thêm một cái điểm neo nữa. Rồi các bạn cũng di chuyển cái điểm neo này. Đó, tới đây thì chúng ta đã có được cái shape cong của cái ngọn lửa rồi. Rồi tiếp theo ha, thì chúng ta sẽ làm một cái shape ở bên trong này thì để lặp lại cái shape này vào cho một cái lớp nữa ở bên trong, các bạn có thể vào trong object path và chọn là offset path. Cái lệnh offset path này nó sẽ giúp cho chúng ta nhân bản cái shape mà chúng ta đang vẽ này ra một lớp nữa mở rộng ra bên ngoài hoặc là thu hẹp vào trong tùy theo cái độ offset mà bạn nhập ở đây. Ví dụ ở đây bạn nhập số dương 5 mm chẳng hạn ha. Review này, bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái lớp mở ra bên ngoài còn nếu mà bạn nhập vào cái số âm thì bạn sẽ thấy ha chúng ta sẽ có một cái lớp vào bên trong như thế này ở đây thì uh, uyên chọn 5 mm âm 5 mm luôn chúng ta sẽ có một cái lớp ở bên trong rồi ok thì lúc này ha mặc định chúng ta có được một cái lớp thứ hai lớp này thì uyên sẽ kéo cái góc dưới này xuống một chút đó nó sẽ khớp vừa hơn nè Rồi tiếp theo, để vẽ cái lớp thứ ba này, các bạn sẽ thấy là cái lớp này nó có một cái độ cong. Còn lớp thứ hai này thì chúng ta đang bị mất cái độ cong cần thiết của nó rồi. Do đó là bây giờ Uyên sẽ copy cái lớp ngoài cùng này, cái lớp to nhất này, Uyên copy nó và Uyên thu nhỏ nó lại thành cái lớp nhỏ nhất ở trong này. Thì bây giờ với cái lớp shape to nhất này, edit nè, copy, phím tắt là Ctrl C. Các bạn copy nó thì ở trong Illustrator nó sẽ cho chúng ta có khá là nhiều cái tính năng pass. Nếu mà bạn pass mặc định bình thường cần Ctrl V thì nó sẽ nhân bản cái hình này và nó pass ra một cái vị trí ngẫu nhiên ở bên ngoài. Và hiện tại thì Uyên đang muốn nó pass đè chồng lên cái hình gốc của chúng ta. Cho nên là Uyên sẽ chọn là pass in front là nó sẽ đè chồng lên cái lớp hiện tại đó. Rồi ở đây ha, khi mà Uyên scale cái hình này nếu mà ví dụ bên click vào một cái điểm ở trên này à, mà bên scale nó xuống thì bạn sẽ thấy là cái shape của chúng ta nó bị biến dạng, nó bị méo, nó không giữ đúng tỷ lệ. tuy nhiên là khi mà bên đang kéo cái điểm ở trên này mà bên giữ thêm phím shift nữa thì bạn sẽ thấy là nó sẽ scale xuống theo đúng cái tỷ lệ của cái hình nhưng mà cái phần bottom phần ngay giữa đó nó cố định lại, nó không có thay đổi cái phần bottom thì chúng ta sẽ cố định được cái phạm vi ở góc dưới này rồi bây giờ các bạn cũng di chuyển nó lên thôi. Di chuyển cho nó chạm vào với lại cái hình thứ hai của chúng ta ở đây ha. Và tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng công cụ Direct Selection và chúng ta cân chỉnh từng cái điểm neo này vô đúng cái vị trí của nó cho nó cân đối lại. Do cái hình này nó đã có một cái độ cong nhất định rồi cho nên là khi mà các bạn cân chỉnh cái điểm neo này thì nó cũng sẽ nhanh thôi. Nó không có mất nhiều thời gian lắm. Rồi ha, tới đây thì chúng ta đã có được ba cái shape ngọn lửa rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ thêm ba cái ngọn lửa nhỏ nhỏ ở bên này. Thì với cái ngọn lửa nhỏ này, các bạn sẽ dùng công cụ line. Line là công cụ vẽ một đường thẳng ha. Các bạn click một điểm rồi kéo rê chuột xuống một cái điểm dưới này, chúng ta sẽ có một cái đường thẳng ở đây. Thì khi mà chúng ta có một cái đường thẳng ở đây rồi, bây giờ các bạn muốn mở rộng nó ra để hai đầu này nhọn, còn ở phía giữa này thì nó sẽ mập hơn, nó sẽ to hơn thì bạn có thể sử dụng cái công cụ width bạn chọn công cụ width này ha và các bạn rê chuột vào ngay giữa cái đường này các bạn click kéo nó ra thì tự động nó sẽ mở rộng cái hình này ra cho chúng ta chúng ta sẽ có được một cái phạm vi nó rộng như thế này rồi bây giờ ha với một cái width này nó đã rộng ra rồi thì các bạn để ý là chúng ta có cái góc này nó đang bị tù có nghĩa là khi mà chúng ta mở rộng cái hình ra cái góc này nó đang bị vẹt một đường này, nó không có nhọn. Thì do đó là đây nó cũng chỉ là một cái đường line thôi, nó chưa phải là một cái shape giống như là cái hình cái lá này. Thì lúc này các bạn sẽ phải chuyển cái đường line này thành một cái shape giống như là chúng ta đang mở ở đây. Thì để làm được việc đó, các bạn sẽ vào trong Object và chúng ta chọn là Expand Experience. Khi mà chúng ta click vào ha, bạn thấy này, thay vì hồi nãy nó là một cái đường line, bây giờ nó đã là một cái shape rồi. Và ở đây chúng ta thấy là hai cái shape này nó đang bị tù này, nó không có chồng lên nhau. Ở đây thì với hai cái shape này ha, bạn có thể sử dụng công cụ là delete a point tool này, các bạn click vào một điểm các bạn xóa nó đi. Và với cái điểm còn lại ha thì bạn có thể là di chuyển nó qua một chút xíu để nó có được một cái vị trí đẹp hơn, nhìn nó có một cái góc nhọn hơn. Tương tự dưới này cũng vậy ha, bạn hai cái điểm nail này, bạn sẽ dùng cái công cụ delete này bạn bỏ đi một điểm thì chúng ta sẽ có được một cái điểm nhọn này. Rồi bây giờ với cái hình này ha, chúng ta đã có vót nhọn hai đầu rồi. Cân chỉnh nó lại một chút xíu nữa cho cái đường này nó thẳng thẳng. Ok rồi ha. Thì tiếp theo các bạn sẽ phải bẻ cong nó để nó ra được một cái shape cong cong giống như cái lá cờ này và để thao tác được bạn sẽ vào trong menu Object chúng ta chọn là Envelope Distort. Nó có một cái là Make Quick Warp. Thì lúc này với cái Warp này, các bạn sẽ chọn cái Style cho nó là Flat, là cái lá cờ này. Bạn thấy ha, đây là một vài cái Style để cho chúng ta có thể biến dạng nó. Tuy nhiên thì với cái hình này, các bạn nên chọn là Flat. Nó sẽ đúng cái kiểu của nó hơn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là Horizontal là bẻ cong theo chiều ngang, Vertical là cong theo chiều dọc hình của chúng ta đang là hình đứng cho nên là Uyên chọn vertical. Còn nếu ví dụ bạn chọn horizontal nó sẽ cong theo chiều ngang như thế này. Nó giống như là cái dấu ngẽ. Còn cái phần plan này ha là cái độ cong. Bạn có thể cân chỉnh tăng giảm cái độ cong này bao nhiêu tùy ý. Kéo qua bên phải thì nó sẽ cong theo hướng bên phải. Kéo về bên trái nha. Nó cong hướng bên trái như thế này. Bạn kéo cái thanh nó tăng giảm tùy ý thôi. Và ở đây thì Uyên đang muốn nó đối xứng cho nên là Uyên không có cân chỉnh cái gì ở trong hai cái thanh này cả. Rồi ok này, thì lúc này chúng ta cũng có được một cái shape bẻ cong như vậy rồi. Tuy nhiên là khi mà các bạn click chọn vào cái shape này, bạn thấy chúng ta có một cái đường bao theo cái hình cái lá cờ đó. Có nghĩa là cái shape này nó đang chịu một cái hiệu ứng bẻ cong như thế này, chứ chúng ta không phải là một cái shape cong. Và lúc này thì chúng ta cũng phải biến cái hình này thành một cái shape cong trước đã, chúng ta mới cân chỉnh nó dễ hơn. Thì để làm được cái việc này có nghĩa là thoát khỏi cái hiệu ứng này và app nó trực tiếp lên trên shape luôn. Bạn cũng vào trong object nha, chúng ta chọn expand. Expand object và fill object là cái hình chúng ta đang làm, fill là cái màu, chọn cả hai cái luôn. Thì khi mà chúng ta ok, bạn thấy không nó mất cái khung rồi và lúc này thì cái shape của chúng ta nó đã trở thành cái shape cong rồi. Đây ha, nó có những cái điểm neo cong nè. Đó, lúc này chúng ta có được cái shape cong như vậy. Rồi tiếp theo thì bạn chỉ việc chọn vào cái shape này, giữ Enter copy nó qua thôi. Thì qua đây chúng ta sẽ scale nhỏ nó lại. Rồi nó đang bị ngược ha. Bạn có thể click phải chuột vào, chọn Transform và Reflect. Thì cái tính năng Reflect này nó cũng giống như là cái Flip của Photoshop. Khi mà các bạn chọn vào nó sẽ cho bạn lật ngược cái hình lại, lật theo chiều ngang hoặc lật theo chiều dọc. Ở đây mình đang lật theo chiều dọc nè. Ok, thì chúng ta có được một cái shape như thế này ha bạn có thể cân chỉnh cái kích thước của nó lại một chút xíu. Đó. Rồi cũng copy nó ra một cái shape bự hơn ở trên này. Tới đây thì chúng ta đã tạo ra được cái shape của cái ngọn lửa rồi. Các bạn chọn hết tất cả những cái shape này, chúng ta di chuyển nó qua một bên. Bây giờ mình bắt đầu tô màu vào cho nó nha. Đầu tiên á thì với cái shape to nhất này, chúng ta sẽ có một cái màu đỏ. Bạn có thể dùng eyedropper, bạn click chọn vào, tự động nó cũng sẽ tô màu đỏ cho cái shape mà chúng ta đang chọn đó. Tiếp theo nữa thì với cái shape thứ hai ở trong này, các bạn sẽ thấy là nó là một cái gradient chuyển sắc từ màu đỏ chuyển qua màu kem. Lúc này bạn sẽ bỏ cái stroke đi này, chúng ta chọn cái stroke ha. À nên bỏ cái track đi và click vào trong cái ô fill này bạn chọn nó rồi các bạn chọn gradient tool và bạn sẽ vào trong window này các bạn mở bảng gradient ra trong bảng gradient này các bạn click vào cái thanh này để chúng ta chọn màu cho nó ở đây á, thì do Uyên đã chọn màu trước rồi thì Uyên cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm luôn chúng ta có 3 cái loại gradient đen là cái linear là cái chiều ngang ha thì chúng ta có thể chuyển nó thành cái radial là cái tâm của nó là một màu như thế này này. Thì với cái radial này, bạn muốn thay đổi màu nào đó, bạn chỉ việc click chọn vào một trong hai cái điểm nail này và bạn thay đổi màu cho nó. Còn nếu mà trường hợp các bạn muốn trích màu từ cái hình của chúng ta ra, thì với phiên bản mới, nó sẽ có thêm một cái eyedropper ở phía dưới này cho các bạn click vào, sau đó là các bạn chọn một cái màu nào đó bất kỳ ở trên hình, thì tự động nó sẽ tính vào cho cái điểm nail này cho chúng ta. Còn nếu mà các bạn xài phiên bản cũ, cái phần Radian nó không có cái phạm vi Color Picker ở dưới này, nó không có cái công cụ này, thì bạn có thể là chọn vẫn chọn công cụ Eyedropper bình thường của mình. Và để click vào một cái điểm màu nó nhận cho cái điểm nail này, thì bạn giữ thêm phím Shift. lấy ví dụ ha, Huyên giữ thêm phím Shift này, Huyên click vào trong cái màu vàng này. Bạn thấy không? Nó sẽ tự động nhận cái màu vàng vào cho cái điểm nail chúng ta đang chọn. Giữ phím Shift ha, click vào. Nó nhận là màu kem này. Còn phần ở bên này ha, giữ phím shift, click chọn màu đỏ. Nó vẫn đang là màu đỏ đây rồi. Rồi các bạn muốn thay đổi cái radian này. Bạn có thể chọn lại công cụ radian ha và chúng ta sẽ thay đổi nó bằng cách là di chuyển cái tâm đi này hoặc là cái vùng bên ngoài này bạn muốn mở rộng nó ra tùy ý. Nó sẽ có những cái điểm hiệu chỉnh như thế cho chúng ta có thể hiệu chỉnh được cái radian của mình sao cho nó đúng ý nhất. Ở đây Uyên kéo cái tâm nó xuống dưới một chút. Bạn thấy à, cái phần này nó đỏ hơn này. Cái tâm nó nằm ở phía dưới dưới này cho nó không có nằm ở trên keo. Đó, tới đây thì chúng ta đã tô màu được cho cái hình thứ hai rồi. Tuy nhiên là các bạn thấy ha, hình thứ hai của chúng ta nó đã che mất tiêu cái hình thứ ba. Bạn thấy là nó đang đè lên trên và không nhìn thấy hình thứ ba của chúng ta nữa. Thì lúc này các bạn sẽ phải di chuyển cái lớp này xuống bên dưới để nó hiện cái hình của chúng ta lên. Thì ở trong Illustrator các bạn sẽ có một cái tính năng là object này, arrange. Thì trong cái arrange này chúng ta có bốn cái tùy chọn để có thể thay đổi vị trí của nó. Bring to front có nghĩa là cho dù nó đang ở bất cứ cái vị trí nào, các bạn click chọn vào nó cũng sẽ đưa lên trên cùng. Đưa cái lớp này lên trên cùng. Còn uh, bring forward là nó đưa lên từng lớp từng lớp một. Ví dụ của chúng ta đang có 10 lớp đi mà nó đang nằm ở lớp thứ 9 thì nó sẽ đưa lên lớp thứ 8, lớp thứ 7, lớp thứ 6 kiểu như vậy nó sẽ đưa lên từng lớp từng lớp. Còn bring to front thì cho dù nó đang là lớp thứ 9, các bạn click nó cũng sẽ hiện lên cái lớp trên cùng, lớp thứ nhất cho chúng ta luôn. Kiểu như vậy ha. Send back cuộc là lùi xuống. Một lớp. Ví dụ như là các bạn đang ở lớp thứ 3, các bạn click send back cuộc nó sẽ xuống lớp thứ 4, thứ 5, thứ 6 kiểu như thế. Mỗi một lần click là nó sẽ xuống một lớp. Còn send to back là nó sẽ xuống cuối cùng luôn. Khi mà chúng ta đang ở một cái lớp nào đó bạn click send to back nó sẽ xuống lớp thứ 10 cuối cùng cho chúng ta ở dưới đó. Thì ở đây là Uyên đang muốn đưa cái lớp này xuống phía dưới để nó hiện cái hình lửa thứ ba lên cho nên ở đây Uyên sẽ chọn là send back cuộc. Bạn thấy là khi Uyên chuyển nó đưa xuống một lớp thì tự động nó đã hiện cái ngọn lửa của chúng ta lên rồi. Những cái lệnh mà thay đổi vị trí này này, nó có cái phím tắt á. Đó. Control đóng mở ngoặc vuông và đưa lên trên cùng với đưa xuống cuối cùng nó có thêm một cái phím Shift nữa, cần Control Shift đóng mở ngoặc vuông. Thì các bạn nên học thuộc cái phím tắt này, khi mà chúng ta sử dụng cái thao tác nó sẽ được nhanh hơn, không cần phải vô trong menu và chọn từng cái ra nữa. Ở đây Uyên còn phải giải thích từng cái cho các bạn cho nên là cái thao tác nó hơi lâu. Và tiếp theo ha, với cái hình thứ ba này nó cũng là một cái radian thì bạn có thể dùng eyedropper bạn trích vào trong cái hình thứ hai này chúng ta lấy cái radian của nó đi đã. Sau đó là các bạn sẽ mở cái bạn radian này ra. Chúng ta thay đổi màu cho nó, giống như hồi nãy mình thay đổi màu thôi. Chọn cái tâm này, color picker này. Click vào cái màu vàng, chúng ta sẽ có được cái tâm màu vàng. Rồi cái hình bên phải này, click vào cái màu kem này, chúng ta sẽ có được một cái lớp màu kem. Và ở đây ha, mình sẽ thay đổi cái tâm này xuống dưới. Cái màu kem này thu hẹp lại một chút. Mở rộng cái phạm vi radian này ra. Đó, bạn thấy là chúng ta sẽ có những cái hiệu chỉnh như vậy để nó tạo ra được một cái hiệu ứng mà chúng ta ưng ý hơn. Rồi, tiếp theo nữa ha, chúng ta sẽ có ba cái đốm lửa nhỏ ở ngoài này, cũng là radian thôi. Các bạn cũng dùng eyedropper này, mình trích màu của cái radian. Và mở bảng radian ra ha, chúng ta sẽ chuyển nó về linear là theo chiều ngang hoặc là chiều dọc chứ nó không còn là cái tâm của hình tròn nữa. Ở đây nó đang chuyển sắc từ trái qua phải này. Bạn có thể đổi cái độ của nó là 90 độ cho nó chuyển từ trên xuống dưới. Và ở đây cái góc ở dưới này ha, các bạn sẽ trích cho nó một cái màu kem. Còn cái góc ở trên này các bạn sẽ trích màu đỏ. Chúng ta sẽ có một cái chuyển từ đỏ sang kem như vậy. Đó. Tới đây thì các bạn đã vẽ ra được một cái shape ngọn lửa giống như là cái ngọn lửa mà chúng ta thấy ở trên sticker của Facebook. Thì Nguyên hy vọng rằng với video này, các bạn sẽ học được một vài công cụ của Adobe Illustrator và có thể ứng dụng vào cho những cái hình vẽ khác của mình. Nếu bạn thích những video của Uyên thì vui lòng giúp Uyên chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Cũng đừng quên subscribe kênh youtube của Uyên để có thể nhận video mới một cách nhanh nhất. Khi subscribe bạn sẽ click luôn vào cái chuông kế bên nút subscribe để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào cả. Và hiện tại thì Uyên đang up video lên kênh youtube của mình vào tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần vào lúc 20 giờ 45 phút. Các bạn đừng bỏ qua nhé. Nếu bạn có bất kỳ một cái yêu cầu nào muốn đóng góp cho kênh youtube của Uyên hoặc là những câu hỏi, những thắc mắc về Adobe Illustrator cũng như là về Adobe Photoshop thì bạn có thể gửi qua email cho Uyên Email của Uyên là uyena @uyên vn Uyên sẽ cố gắng giải đáp những thắc mắc đó và làm những video hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời yêu bình yên thôi yêu mãi không rời ở bên nhau sánh bước chung đôi cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc